Thôi mạnh luôn à. Tới luôn anh ơi. Qua đi, qua đi, qua đi. Rồi, chặn lại luôn. Chết mẹ rồi. Thôi hết cả luôn. Rồi, rồi, rồi. Su các bạn. Đây, tiếp theo. Càng về phía thì càng bão rồi ơi, rồi ơi. Hết hồn cũng như miếng rồi. Chút xíu nữa à. Trời đủ khỏe chứ hơi trống rồi. Xíu hơi trống rồi. Nghe anh bảnh anh. Chiếc ghe cái mũi quá cao quá mà. Đó, đúng rồi. Không ghe luôn. Má ơi. Từ các em nhỏ đến các cụ già đều hửi khối nha. Đây tiếp tục nha. Rất là đẹp ha. Ôi giỏi luôn thấy chưa? Lên hết ga đi được bớt. Thì các bạn cùng xem ha, chiếc ghe này có gắn một động cơ Cummins 350 nè. Chiếc này là của anh Sa nha các bạn. Dạ dạ, rồi ok. Đó, anh sẽ canh cái sàn khô ở trên ha. Không khéo là dễ bị chóc nước sơn lắm nha. Rồi rồi, con này gắt à, cái neo ở trên kìa. Sa mập này các bạn. Con này 99kg nè. Ảnh rất là to ha. 99kg. Ảnh là cái tên đó là Thư gì đây? Thư Minh hả? Hỏi mà anh Thư mà. Tới luôn anh ơi. Qua đi. Rồi. Chặn lái luôn. Chết cái mẹ rồi. Thôi hết ra luôn. Rồi, anh dục đồ nghề xuống luôn rồi kìa. Rồi xong. Trời ơi, thiệt tình chứ. Một cú chạy đi vào là đi vào lịch sử nha các bạn. Một cú qua công rất là ấn tượng. Rồi bây giờ anh Sa anh đang nghiên cứu là sẽ sửa cái nào vô. Đây. Anh lên trên kia để anh coi luôn rồi kìa. Trời anh nhặt cái đó một cái đúng ra nãy là anh lên ra cho cái đất nó nhặn xuống luôn á. Mà anh không lên ra mà lên ra cái là nó nhặn cái đất xuống liền đó. Mà anh lên không thấy được bây giờ. Đường gần quá lên không nổi. Hả? Đường gần quá lên không nổi. Đúng ra là nãy mà kia là anh nhặn luôn rồi rồi. Đấy một cái là cái cabin méo xẹo một bên thôi nè các bạn. Thế là anh Sa nó đi vào lịch sử ra. Không hết rồi. Không hết trơn rồi. Rồi tiếp theo. Anh này anh chạy qua đỉnh.
Dưới kia. Anh em chạy rất là máu nha. Dưới này cào bạn xe. Bạn bè với anh Văn Long Nguyễn nè. Chạy cũng tới đó đó. Rồi đẩy xe luôn giờ nè. Kìa, né rồi. Trời ơi, thối kìa. Rồi anh xa giờ anh rất là buồn ha. Anh không muốn vô luôn các bạn. Trời. Rồi anh lên nghiên cứu coi làm sao nữa nè. Thôi ngồi tư tế nha con, đừng có thọt cái dọn đó nha. Đây tiếp tục nha. Bây giờ thì cho các bạn xem tiếp theo là chiếc ghe phóng ha. Nhiều quá, rồi ghe lớn mới vô được. Mấy cái giờ này thì nói chung là ghe bự nó nghỉ vô ha. Lộn, cái ghe nhỏ nghỉ vô rồi, giờ tới ghe bự. Tại vì nước rộng á cho nên là người ta canh cái lượng ghe á. Lịch sử đi chứ, thêm một pha nữa. Má ơi, hú hồn. Trời ơi, quá trời cú đánh lái thì chứ, phải nói thiệt. Má ơi, cũng gớt cái tiền luôn. Bao nhiêu anh em YouTuber trên bờ đều lo lắng các bạn. Vậy thì bằng lái thôi. Má ơi, hú hồn. Một cú đánh cua phải nói là rất là đỉnh điểm. Trời ơi, mới đầu là anh nhặn cái lái thằng đây nè, anh trúng đây nè, rồi đầu anh bo cua một cái là hú hồn. Ôm luôn, để lấy cái lái ngược lại đụng luôn. Quá nguy hiểm, anh đời công đó. Tiếp theo là một anh ghe bự tiếp theo ha. Giờ này là cái giờ gọi là mấy chiếc ghe bự vô rất là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì sợ đụng ở trên, cho nên anh kia anh chuẩn bị một cái nón bảo hiểm cho nó chắc ăn các bạn. Anh này anh chạy câu wheel nữa nè. Quá nguy hiểm. Đây các bạn, những anh em YouTuber nè, thấy không? Đó là chuẩn bị một màn lưỡi khối tiếp theo. Đây anh này anh đang canh cái lái ha. Đi trời đủ má. Anh đã nói nguy hiểm vô. Đâu phải đâu, chiếc ghe này có mấy mà chiếc này có cái Hino 10, Hino 8 mấy nè. Này em tụng. Em tụng mà. Rồi, một là nhặn lái, hai là ve đi. Một là nhặn lái, hai là ve đi. Rồi. Ve đi. Ve. Ghe giữ vô. Nhặn lái luôn. Rồi. Nhặn lái luôn. Rồi. Trời ơi, nguy hiểm vô anh ơi. Ê, tới sếp đi. Quá nguy hiểm. Giây phút đi vào lịch sử nữa. Đó là nguy hiểm à. Còn chút xíu là dính. Thôi, cũng lên. Qua dữ. Thế bây giờ không có gì hết. Quá trời rồi các bạn ơi nè. Lên ra. Máy chạy hết nổi rồi các bạn ơi, chứ không phải là không lên ra đâu. Mà lên hết ra rồi, nó có nhiều đó. Các bạn thông cảm. Quá dữ, anh này anh chơi anh câu wheel luôn rồi các bạn. Lại luôn. Đau đầu dữ rồi. Đúng rồi chứ. Đây, nguy hiểm nha, cái neo. Đó, cái neo rất là nguy hiểm. Thấy luôn anh ơi. Quá dữ. Rồi, các bạn hiểu rồi ha. Cái bồ bên đó thì mấy anh em đứng bên đây thì xác định. Trời ơi, chết luôn rồi. Bom dễ chết mà. Nào mập mạp thì cũng dễ đi lắm. Các bạn, một chiếc ghe bóng mực nữa đây. Đây cái một chiếc siêu gió lãi nè các bạn. Quá dữ, anh này anh biểu anh thể hiện này. Quá ơi. Đâu, cứu chạy đi. Đạp ra. Đạp ra. Đâu anh ơi, chạy ghê thì chứ. À, anh này anh sợ bị dính vô bóng ha, anh sẽ canh cho đều.
Má ơi, cái này rung rung ha. Đây cái chiếc này hơi cao, nó bằng hơi cao quá. Không, chiếc này thấp rồi, thấp rồi. Qua được rồi, qua cái này được. Là sợ đụng hai bên thôi, còn ở trên này được rồi. Chỉ sợ là hai bên. Qua đây. Là một anh siêu gió lãi nè các bạn. Này, anh lái là cái vô lăng được cải trợ của xe Toyota đem xuống ha. Ú, giữ Toyota luôn hả? Toyota mà xe đời cũ đó. Quá trời. Gió lãi thì trên là lái cũ luôn nè các bạn. Trời này lái như xe hơi ha, thật sự mà nói luôn. Chân ga chân thắng. Đâu đâu. Quá cũ lạng quá dữ. Quá dữ, quá quay, quá quay. Ô, quá dữ. Ô, quá đẹp, quá đẹp. Ô, quá đẹp. Chết mẹ rồi, gãy luôn cái cần vợt luôn rồi. Trời ơi. Đã đi xiệt mà gãy cần xiệt đi về mẹ đi ông nội rồi. Thiệt thiệt tình chứ. Quá trời máu mà. Đã dặn rồi chạy từ từ thôi. Thiệt tình. Cùng xem chiếc ghe tiếp theo ha. Chiếc ghe này có một biển số rất là đẹp, 69. Ô quên lộn, 96000. Đây bây giờ thì ảnh sẽ canh được cái chiều cao ha. Để nhiều khi nó không may là nó bị có cabin mới luôn á, không phải chơi đâu nha. Dính hầm, dính hầm, dính hầm, dính hầm. Không, chưa biết được. Nếu bây giờ là anh nhận lái là có thể là qua liệt liền đó. Nhận lái cắt mũi không? Không, nếu bây giờ anh nhận lái là có thể là qua được á. Mà giờ anh nhát nhát là anh không nhận là nguy hiểm lắm á. Nhẹ tới canh, canh cái đầu của nó qua. Này các bạn cùng xem nha. Đó, rồi qua được rồi đó các bạn. Nếu bây giờ anh nhận lái là qua được luôn á. Lão Khanh ơi, lão ơi. Còn mà sao á? Chậm chậm thôi, đừng cho nó nghiêng qua, nghiêng lại. Nó nghiêng là nó đụng. Không nhận nghiêng. Nhận lái luôn đi, nhận lái là qua đó. Quá mà, còn thở hai tắc mà. Chậm chậm, 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 ba tắc luôn. Rồi, rồi. Tu que cái ông Tiên, cái ông Tiên. Đúng rồi. Anh Tiên, anh Tiên. Đúng rồi. Quá dữ anh Tiên. Các bạn, ở cái ông anh bên dưới là ông đó là anh Tiên nha. Các bạn có thể tập tin nổi không? Ông Tiên mà chạy ra biển á. Quá dữ, quá nguy hiểm. Ông Tiên đó. Đây, tiếp theo. Tiếp theo là chiếc ghe này chắc ăn 100% là sẽ dính cây cờ. Có một điều anh tài công anh chưa bao giờ phát hiện là cây cờ phía sau sẽ dính nhẹ nhẹ vô này, các bạn nhìn xem ha. Rồi, anh đang quờ, đang quờ. Các bạn hãy chú ý vào cây cờ ha. Đó. Đây, các bạn xem này. Thì nó không cao lắm không rồi. Cái thằng con với cầm thì đã qua. Còn cái nè, các bạn xem ha. Mấy cây cờ phía sau dính nhẹ nhẹ nè. Rồi, anh nhặt lái luôn. Tiếp theo là chiếc ghe bóng ha. Cái đó buồn người quá nhiều bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc ghe bóng bật đây các bạn. Chết người thiệt chứ. Đây 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 các bạn xem ha. Này là mấy sợ là sợ chỉ hai bên hông thôi. Còn cái ở trên thì chắc ăn là nó sẽ là an toàn. Đó, đó. Bây giờ anh canh hai bên ha. Đó, nguy hiểm nha. Lạng quá lạng. Rồi chiếc này cảm thấy khá là an toàn. Cái này là người ta để cái trứng mực trong đó đó, rồi con mực nó chui vô ha. Rồi đó, tự hiểu số phận của nó thôi. Anh này anh chạy rất là cứng. Đây các bạn, bây giờ thì anh sẽ cút ha. Đâu mà lạc lòi vô, anh sẽ cút đây, rất là nguy hiểm này. Hồi chút. Rồi quá, cái máy yếu là qua đây đuối lắm nha. Chiếc này là chiếc 03 hay gì đây? Rồi. Rồi.
đi vào lịch sử. Đây tiếp theo là các bạn cùng xem chiếc ghe này ha. Chiếc này nó có cái trụ hàng hải này. Đó là nhà trọ 400 lít dầu con. Cái này đó là căng ha, cái này căng lắm này. Cái trụ hàng hải rất là cao ha, nhưng mà không biết như thế nào. Nguy hiểm nha. Cái trụ hàng hải. Như là anh đang chồng trụ hàng hải. Trụ hàng hải rất là nguy hiểm nha. À, anh nguy hiểm là cái trụ đó đó. Hy vọng là nó sẽ qua. Qua đi anh ơi, ổn rồi đó. Nói chung là ok rồi đó. Rồi. Ở sau anh còn bè thêm một chiếc nữa các bạn. Chắc là chiếc này ở phía sau chưa có máy hay là máy bị sự cố gì đây. Đi vào lịch sử nữa ha. À, bây giờ thì cho các bạn xem cái chiếc tiếp theo ha. Chiếc này là vẫn là chiếc ghe bóng. Anh chạy cái này là anh rất là bình tĩnh nè, anh chạy nhận lái xuống nè, chắc ăn các bạn luôn. Anh sợ lái đụng ở trên. Sợ đụng bóng ở trên. Má ơi. Quá nguy hiểm. Rồi ơi, ban gió luôn rồi. Cứu hồn. Một pha mấy anh em YouTuber gớt tim xuống biển. Gớt tim. Cho bỏ cái đặt ha. Trời. Má ơi, chút xíu mà mấy anh em này là xíu là đi xuống biển hết trơn rồi. Thiệt tình luôn, anh kia anh lạng đây nè các bạn. Quá nguy hiểm. Sao anh mấy cái tim đồ bọc cầu bẩm còn không? Nó còn thầy ơi. Nãy đang ngồi gì nè, đang ngồi gì nè. Đang ngồi sao anh thấy không sao đâu. Thấy cái nó dè vô bắt đầu lút. Ôi trời ơi, anh gan quá các bạn ơi. Quá dữ quá dữ. Ông kia hồi ơi, ông Sáu về rồi. Đây các bạn. Đây các bạn nè. Anh về luôn rồi. Đây. Đâu có coi được. Cái mặt anh gần, cái mặt anh đóng bỏ luôn rồi. Thua. Đây các bạn cùng trên chiếc ghe tiếp theo. Giờ đến 82 các bạn. Quá nguy hiểm. Càng về sau thì càng nguy hiểm nha các bạn. Ví dụ như đơn giản một anh YouTuber anh quay mà giống như là anh vừa. Này các bạn xem cái lỗ mũi đó nè. Chết xong luôn rồi. Trời ơi má ơi sao chùi gì hoài vậy được đây. Mang đi em chùi coi. Trời ơi tha thêm nó giùm ba. Không có tha đâu. Chết mẹ rồi hết thấy rồi. Anh đi gian gì luôn nè anh chào. Má ơi. Rồi để em chùi coi thiệt tình chứ. Để em chùi coi. Rồi nó đều đó. Rồi cho em coi cái mặt anh coi. Đây đây các bạn. Rồi luôn rồi. Ừ. Không hết để rồi để. Về vợ giặt mà nó la rồi. Chết luôn á. Ôi trời ơi. Trời má ơi. Trời má ơi, tác toàn bây giờ mình hỏi anh đi quay phim anh đốt than nha. Ủa anh đi. Quá rồi. Anh đi quay phim anh đốt than nha anh. Chiếc này nổi tiếng luôn rồi. Anh đi quay phim anh đốt than nha. Trời ơi, các bạn. Một bên luôn rồi. Nếu các bạn thấy ảnh đáng thương thì ủng hộ kênh Trời ơi, TV nha. Trời ơi, cao trắng má ơi. Ghê thiệt. Khổ quá các bạn ơi, đi làm YouTube không có nhiều tiền. Một cái nè, một cái nhưng mà ảnh giống như ông Táo về trời. Không phải đâu, không phải ông Táo trời, ảnh làm đốt than á. Chùi vậy mà. Nó lan cái tiền. Các bạn biết sao không? Tại ảnh đen đó, chùi cũng như không à. Bạn bây giờ thì ảnh sẽ cõi ra. Đây đây các bạn xem nè, cái bát nè, bát chép nè. Cái này là cái bát nè, gắn cái chép nữa. Coi coi. Trời ơi trời. Anh làm nghề đốt than nha. Chưa mà. Đây. Đây chạy vậy. Chạy vậy anh chú. Đây. Trời ơi cái tay ông nè. Trời ơi. À, anh nó
nổi tiếng như lắm rồi. À, các bạn thấy tội chưa? Cái này em chùi không ra đâu, nó bị nhớt với lại khói á. Đó, YouTuber đó các bạn. Ôi quá rồi. Nãy em đứng sau ngay cái miệng vô cái chiếc ghe. Quá rồi, cái YouTube là cái này là cố ngủ rồi. Sao mà đi tỉnh anh lấy áo trắng là bỏ áo trắng luôn đó, anh vào ơi. À, giờ anh cố gắng anh chùi ha. Bên bát kìa, anh chỗ cái bát nè, còn gần cái chép á, gần là cũng như cái lo đó anh. Cái bát à. Cái này là cái chép đó. Rồi ok. Quá trời anh em mà, anh em thấy là YouTube không cực khổ lắm rồi. Bên này không chỗ này nè. Cái này luôn rồi. Rồi cái này thêm. Thôi kệ đi chút xíu lên giữa. Chút xíu cũng nám nữa anh ơi, khỏi chùi. Quá. Chút xíu cũng nám nữa. Tôi năm nay 31 tuổi mà chưa có trường hợp này nhìn cái mặt ảnh là thua các bạn. Thua. Bây giờ mình nói thiệt các bạn là trà thà mình lúp chứ mình không có tìm gốc phi lạ. Các bạn cùng xem ha. Thì các bạn cùng xem ha, chiếc ghe này nó sẽ 100% là cái sào phía trước sẽ dính, sẽ rớt xuống này. Đây. Trời không chịu lấy cây sào xuống trời. Cây sào đây nó rất là cao ha. Dính cây sào, hai cây sào luôn kìa. Cây sào cây vợt. Các bạn xem này, không thể nào mà tránh khỏi được. Cái xào anh ơi, cái xào đấy hả, cái xào xuống. Cái xào cái vợt kìa. Cái xào kìa. Trời ơi trời. Nghe lại. Cái đó trúng vô một cái, chứ đẩy xào thôi chứ. Tại vì cái cầu ở đây này nó rất là thấp nha các bạn. Rồi tiếp tục ảnh sẽ đi qua. Rồi tắt vào bánh luôn rồi. Đi vào cả. Bây giờ thì ra một pha xử lý thì bắt đầu ảnh sẽ đi qua ha. Quá bình tĩnh. Anh xem như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chuyện vừa xảy ra vừa rồi là anh tháo cái xào xuống. Đây các bạn, thì chiếc ghe này thấy là anh dạ, đó anh bự hơn dạ, chiếc ghe dạ, chiếc thuyền ha. Dạ dạ. Đây là chiếc thuyền bình chọn là nhọn nhất năm nha. Nhọn nhất năm siêu nhỏ luôn. Nẹt ra anh ơi. Nẹt ra. Đúng rồi, thấy không? Thuyền đó là có thể các bạn ngồi phía sau lái cũng được và ngồi phía trước lái cũng được nha. Nói chung là khi nào mình thích chỗ nào mình cứ lái chỗ đó.